Lead phim truyền hình Hàn Quốc lên sóng vào tháng 9 năm 2022 phần 2, huấn luyện viên tinh thần Jae-gan-jin. Tác phẩm xoay quanh những khó khăn vận động viên phải đối mặt trong con đường sự nghiệp. Jong-woo vào vai Jae-gan-jin, vận động viên taekwondo quốc gia, được mệnh danh là thiên tài. Tuy nhiên, sau một tai nạn, anh bị cấm thi đấu vĩnh viễn và chuyển hướng huấn luyện viên tinh thần cho các vận động viên khác. Bộ phim sẽ ra mắt ngày 12 tháng 9 trên đài TVN. Blight, phim thuộc thể loại kinh dị phát sóng ngày 16 tháng 9, kể về chuyện những người bình thường trở thành nạn nhân oan ức. Taekeon hóa thân thành thám tử hàng đầu Ryu Sung-jun, tham gia vào một vụ án mới với hàng loạt thành viên bồi thẩm đoàn bị sát hại. Ngoài ra, Blight còn quy tụ các diễn viên như Ha Seok-jin vào vai thẩm phán Sung-hun, anh trai của Sung-jun, và nhân viên xã hội Jo Eun-ki do Jung Eun-ji đảm nhiệm. Hội đồng tình yêu, bộ phim khắc họa nhân vật chơi sang Eun do Park Min-young thủ vai là một phụ nữ trẻ tài năng, hấp dẫn, chuyên cung cấp dịch vụ tìm bạn gái hay vợ cho đàn ông độc thân. Sang Eun có hợp đồng làm vợ 5 năm với Jung Ji-ho vào thứ 2, 4 và 6 nhưng lại làm nảy sinh vấn đề khi Sang Eun ký hợp đồng tình yêu với Kang Hae-jin vào thứ 3, 5, 7. Một quan hệ tay ba của họ sẽ gây ra nhiều tình huống khó đỡ. Được biết, phim sẽ lên sóng từ ngày 21 tháng 9. Luật sư 1000 won. Phim phát sóng trên đài SBS từ ngày 23 tháng 9, nói về Nam Gong-min trong vai John Ji-hyun, luật sư có vẻ ngoài bảnh bao và tài năng xuất chúng nhưng chỉ tính phí 1000 won cho các dịch vụ của mình. Tuy nhiên, cuộc sống của Baek Mari với vai trò trợ lý công tố xuất thân trong gia đình danh giá lại bị đảo lộn khi gặp Ji-hyun. Thiềm vàng. Phim xoay quanh Lee Seung-cheon do giúp Sung Jae đóng chính, học sinh trung học xuất thân trong một gia đình nghèo, bị bạn bè phân biệt đối xử. Vận mệnh của anh thay đổi khi một người phụ nữ lớn tuổi đưa cho anh một chiếc thìa vàng thần kỳ và thay đổi tương lai bằng việc hoán đổi cuộc sống với bạn thân giàu. Thìa vàng sẽ lên sóng từ 23 tháng 9 trên MBC. The Empire of Love, phim phản ánh những vụ bê bối tai tiếng của những gia đình quyền lực hàng đầu Hàn Quốc. Chứng kiến sự trở lại của diễn viên kỳ cựu Ki Sun A trong vai Han Hye-jun, công tố viên xuất thân trong gia đình luật sư danh giá. Bất chấp sự giàu có và quyền lực, cô vẫn tham vọng đạt được mục đích to lớn hơn. Phim dự kiến khởi chiếu từ 24 tháng 9 năm nay.